Giai đoạn năm 2017 đến năm 2021, ông Trump không che giấu sự hiềm khích với NATO. Năm 2018, tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này, ông đe dọa rằng Mỹ sẽ tiến hành hành động riêng nếu các thành viên khác không tăng chi tiêu quốc phòng. Ngày 10 tháng 0 năm 2024, tại cuộc vận động tranh cử tại Nam Carolina, ông Trump đã đi xa hơn khi nói, có một lãnh đạo từng hỏi chúng tôi không đóng góp nhiều cho NATO, nếu bị Nga tấn công, nước Mỹ có bảo vệ hay không? Ông Tổng thống đáp, các bạn không trả tiền à, các bạn là kẻ phạm pháp, chúng tôi sẽ không bảo vệ các bạn, ngược lại, chúng tôi khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Phát ngôn của ông Trump khiến cho chính trị Mỹ và các đồng minh ở châu Âu rung chuyển, câu hỏi đặt ra là, nếu ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, tương lai của NATO có bị đe dọa hay không? Trong nhiệm kỳ đầu của mình, châu Âu lo lắng về việc ông Trump làm suy yếu liên minh, đặc biệt là cam kết của Mỹ với điều 5 trong hiến pháp NATO. Điều này nêu rõ rằng tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều thành viên NATO sẽ bị coi là tấn công chống lại tất cả các thành viên khác, và sẽ hỗ trợ nạn nhân ngay lập tức. Một ví dụ nổi bật là sau vụ tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, NATO đã dẫn đầu sứ mệnh an ninh ở Afghanistan trong một thập kỷ từ năm 2003. Điều 5 cũng nêu rõ rằng phản ứng của các thành viên NATO có thể bao gồm tấn công hoặc hỗ trợ tấn công quân sự, nhưng không mang tính bắt buộc. Điều này đã tạo ra nhiều tranh cãi và lo ngại về tương lai của NATO dưới thời Trump. Một số người cho rằng nếu Moscow thành công ở Ukraine, họ sẽ tiến tới các hành động kiểm tra ngưỡng sử dụng vũ lực của NATO, ví dụ phong tỏa Ba Lan, thực hiện tấn công mạng, hoặc kiểm soát khoảng trống Sukaki hành lang của NATO nằm giữa Belarus và vùng lãnh thổ của Nga. Nếu ông Trump trở thành tổng thống lần thứ hai, xu hướng này của Nga được cho là sẽ tăng thêm từ khi cuộc chiến toàn diện ở Ukraine diễn ra. Ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu là thành viên NATO đã tăng rất nhiều, dẫn đầu là Ba Lan với việc chi tiêu mua trang thiết bị quân sự tăng 25%. Số lượng thành viên NATO đang mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng đã tăng lên 11 trên tổng số 31, có thể sẽ là 18 vào cuối năm 2024. Những điều này dường như cũng không thể xoa dịu được ông Trump lúc đi. Ông đang đối mặt với viễn cảnh không thể tưởng tượng được sức mạnh quân sự của Mỹ, làm nền tảng cho an ninh châu Âu suốt 75 năm qua, có thể không còn dựa vào được nữa. Sự thay đổi ở thời điểm an ninh châu Âu bất ổn hơn bất kỳ giai đoạn nào sau chiến tranh lạnh, khả năng phòng thủ của lãnh thổ thực sự bị đe dọa. Một số người cho rằng đây là viễn cảnh đáng báo động trong những kỳ đầu, dù có đề cập, nhưng ông Trump đã không rút Mỹ khỏi NATO. Đạo luật lưỡng đảng được thông qua cuối năm 2023 đảm bảo rằng không tổng thống nào được quyền rút Hoa Kỳ khỏi liên minh quân sự nếu muốn. Cần có sự ủng hộ của 2/3 thành viên Thượng viện, điều này là một ngưỡng rất cao, có chủ ý. Dù vậy, có ý kiến nhận định rằng quy định này cũng vô nghĩa, ông Trump không cần rút Mỹ ra khỏi NATO để làm suy yếu, vẫn có nhiều cách khác. Trong những kỳ đầu, ông bị hạn chế bởi các lãnh đạo Lầu Năm Góc và Cố vấn An ninh Quốc gia, tất cả đều cam kết gắn bắt chặt chẽ với NATO. Trong nhiệm kỳ 2, có thể ông sẽ tự do hơn trong việc đưa ra quyết định, không loại trừ khả năng ông sẽ rút lực lượng Mỹ khỏi châu Âu, không củng cố khả năng răn đe hạt nhân tại châu Âu, hoặc ra lệnh quân đội Mỹ không chiến đấu bảo vệ châu Âu trong hoàn cảnh như vậy. Điều này sẽ làm cho điều 5 của NATO trở thành lý thuyết thuần túy và đối diện nguy cơ mất đi hiệu lực sớm. Để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Mỹ và NATO xấu đi dưới thời ông Trump nhiệm kỳ 2, hãy cùng theo dõi những phân tích sâu sắc từ các chuyên gia. Một sự mạnh mẽ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là về việc không bảo vệ một số thành viên châu Âu tham gia NATO. Điều này đã khiến dư luận gieo hò và dưới góc độ truyền thông, có cảm giác rằng ông Trump không hài lòng với NATO và không quan tâm đến an ninh ở châu Âu. Tại sao ông Trump lại có những quan điểm như vậy? Đó có thể là quan điểm cá nhân của ông, hoặc đại diện cho một phần của chính trị Mỹ. Dưới góc độ nghiên cứu và phân tích, có một số lý do có thể giải thích quan điểm của ông Trump. Thứ nhất, Mỹ đã xoay trục sang châu Á từ thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Các chuyên gia đã dự đoán thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của châu Á-Thái Bình Dương và Mỹ, một quốc gia trong khu vực, không thể bỏ qua dòng chảy phát triển kinh tế mạnh mẽ ở đó. Điều này đã thúc đẩy Mỹ cần phải tập trung hơn vào châu Á. Thứ hai, sự trỗi dậy của Trung Quốc đang gây áp lực lớn cho Mỹ. Nếu không có sự thay đổi, Trung Quốc có thể vượt Mỹ về kinh tế trong tương lai. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho Mỹ. Trong lịch sử chính trị, cạnh tranh giữa quốc gia thống trị và quốc gia trỗi dậy luôn là một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất. Mỹ nhận ra điều này và phải đối mặt với nó. Thứ ba, an ninh của châu Á-Thái Bình Dương có vẻ quan trọng hơn với Donald Trump so với an ninh của châu Âu. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông đã xây dựng mối quan hệ khá tốt với Nga và Tổng thống Putin và đã kiên nhẫn đối với vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thậm chí gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un để thảo luận về vấn đề này.
Điều này cho thấy ông có ưu tiên khác nhau đối với các vấn đề an ninh toàn cầu. Việc phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc thông qua việc tố cáo Trung Quốc thao túng tiền tệ và những hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn tác động đến hiện nay. Một sự thay đổi quan điểm của ông đối với châu Âu là việc nhận ra sự đóng góp lớn của Mỹ đối với an ninh của châu Âu. Nhưng lợi ích của Mỹ không như mong đợi. Trong hơn 30 năm qua, sự thịnh vượng của châu Âu dựa trên ba yếu tố chính. Thứ nhất là an ninh do Mỹ bảo hộ. Thứ hai là hợp tác thương mại và đầu tư lớn giữa châu Âu và Trung Quốc. Và thứ ba là sử dụng nguyên liệu dầu mỏ và khí đốt từ Nga. Mặc dù sự thịnh vượng kinh tế của châu Âu đã góp phần vào sự phát triển của kinh tế Mỹ và Nga, nhưng người Mỹ không muốn thịnh vượng của châu Âu cũng góp phần vào sự phát triển của đối thủ của họ. Sự không cân xứng về chi phí quân sự giữa Mỹ và các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu cũng tạo ra sự không hài lòng. Trong khi chi phí quân sự của Mỹ chiếm 3,3% GDP, rất nhiều quốc gia thành viên NATO tại châu Âu vẫn chưa đạt mức 2% GDP như đã quy định. Điều này dẫn đến sự không thoải mái của một bộ phận chính trị, đặc biệt là về trách nhiệm của một số quốc gia đối với chi phí quân sự của NATO. Những căn cứ này cũng giải thích những phát ngôn và quan điểm của Donald Trump về NATO và an ninh châu Âu. Tuyên bố của ông đã khiến nhiều quốc gia tại châu Âu lo ngại, đặc biệt là ở khu vực phía đông của châu Âu. Trong quá trình vận động tranh cử Tổng thống, ông Donald Trump đã không ngần ngại thể hiện quan điểm không mặn mà với NATO và an ninh châu Âu. Điều này đã gây ảnh hưởng đến niềm tin của các quốc gia ở khu vực phía đông đối với an ninh tập thể mà NATO coi trọng và hết sức nhấn mạnh. Quan điểm của ông Trump không chỉ là của cá nhân mà còn phản ánh một phần của chính giới Mỹ. Ông đã đề xuất phân loại các thành viên NATO dựa trên mức đóng góp GDP của họ, gây ra sự bất ổn và tranh cãi trong khối. Tuyên bố của ông Trump cũng có thể làm tăng sự cứng rắn của Nga. Cuộc chiến Ukraine là một minh chứng cho sự quyết liệt của Nga trong bảo vệ an ninh quốc gia của mình, được thúc đẩy bởi sự không rõ ràng và không đồng nhất trong cam kết của Mỹ đối với an ninh châu Âu. Điều này làm cho nhiều đối tác và đồng minh cảm thấy e dè và không an tâm về tương lai của NATO và an ninh châu Âu. Ngoài ra, ông Trump cũng đã phát động chiến tranh thương mại với Trung Quốc thông qua việc tố cáo Trung Quốc thao túng tiền tệ, gây ra những hậu quả kéo dài đến ngày nay. Sự thay đổi quan điểm của ông Trump cũng tác động đến mối quan hệ thương mại và đầu tư lớn giữa châu Âu và Trung Quốc. Những tuyên bố của ông đã làm nảy sinh lo ngại và sự không ổn định trong thị trường và quan hệ quốc tế. Tổng thể, tác động của ông Trump đối với NATO và an ninh châu Âu là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của khu vực này. Trong bối cảnh này, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 giữa ông Trump và Tổng thống Biden trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kết quả của cuộc bầu cử này sẽ quyết định hướng đi của NATO và an ninh châu Âu trong thời gian tới. Trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Mỹ, việc đánh giá cơ hội của ông Donald Trump đòi hỏi phải nhìn vào nhân vật và bản chất của ông. Ông Trump là một nhà chính trị đặc biệt, sinh năm 1946 tại New York và trở thành tỷ phú không phải từ nền tảng chính trị. Ông đã nổi tiếng trong Đảng Cộng Hòa, có thể tham dự 3 lần bầu cử Tổng thống Mỹ, một sự kiện hiếm có. Dù gây tranh cãi, ông vẫn giữ được sự ảnh hưởng lớn, không chỉ trong nước Mỹ mà còn trên toàn thế giới. Ông còn được coi là một nhà chính trị bảo thủ, khó đoán định. Điều này tạo điều kiện cho ông trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông có thể nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng Cộng Hòa, như đã thể hiện qua sự ủng hộ của Thống đốc bang Florida Ron DeSantis. Sự ủng hộ từ Đảng sẽ mang lại lợi thế lớn cho ông. Thêm vào đó, tình hình kinh tế Mỹ không ổn định, với lạm phát tăng cao và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất. Điều này khiến người dân Mỹ mong đợi một tổng thống mới có thể cải thiện tình hình kinh tế. Tuy nhiên, cơ hội của ông Trump cũng đối diện với những thách thức. Ông phải đối mặt với sự tranh cãi và chỉ trích từ các phe đối lập, cũng như những vấn đề phức tạp như quan hệ với Nga và Trung Quốc. Khả năng ông Trump thắng cử sẽ phụ thuộc vào cách ông giải quyết những thách thức này và làm thế nào để thuyết phục cử tri về khả năng lãnh đạo của mình trong thời kỳ khó khăn. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Joe Biden đã đối mặt với nhiều thách thức trong việc điều hành chính sách nội và ngoại. Mặc dù có những thành công, nhưng tỷ lệ tín nhiệm của ông luôn duy trì dưới 40%. Điều này là một thách thức lớn đối với đương kim Tổng thống. Ngoài ra, ông Donald Trump cũng đối diện với nhiều bất lợi trong cuộc đua Tổng thống. Đầu tiên, ông sinh năm 1946 và nay đã 78 tuổi, là một độ tuổi cao trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có thể là cuộc đua giữa hai ứng viên già. Thứ hai, ông đã thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Điều này có thể làm mất đi một phần sự uy tín của ông trong mắt cử tri. Thứ ba, Đảng Cộng Hòa đang chia rẽ rất lớn, mặc dù là một đảng lớn trong chính trị Mỹ. Sự bất đồng nội bộ đã được thể hiện qua việc cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan phải trải qua nhiều cuộc bầu cử mới đạt được vị trí Chủ tịch. Điều này phản ánh sự bất ổn và mất đoàn kết trong đảng. Thêm vào đó,
ông Trump đang đối mặt với những rủi ro pháp lý khi đã có hai bang từ chối công nhận ứng viên tổng thống của ông và việc ông phải đối mặt với nhiều vụ kiện tại tòa án tối cao Mỹ. Với những thách thức và bất lợi này, ông Trump sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.